Hello anh em nghe đang quay trở lại kênh YouTube của Dũng Miền Tây TV. Hôm nay mình sẽ ra đồng làm cái clip máy cắt này anh em. Đó, bà con đang ra đồng bắt chuột anh em. Con này là con Kubota 70 nha anh em. Bà con đang ra đồng bắt chuột nhiều quá anh em ơi, chuột quá nhiều luôn anh em. Đó, ok luôn anh em. Quá chuột đồng quá dữ luôn anh em ơi. Anh em trải nghiệm ở màn ảnh nhỏ của mình ra đồng đó, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, Dũng Miền Tây TV nha anh em. Bà con ra đồng bắt chuột kìa anh em ơi, khá là vui luôn. Ở đây cắt hai con là nghe anh em, con bên kia và con bên đây, hai con mỗi một con chạy không miếng anh em ơi. Ok luôn anh em ơi. Đó, chụp chuột kìa anh em. Hai con là nghe anh em. Con đây một con nữa anh em. Nè, nó đang đi vô nè anh em. Con cũng gom á anh em. Còn bên kia là con máy cắt bên kia anh em. Đó, con máy cắt đây nè, đây. Còn bên kia nó đang cuộn gom luôn anh em. Oh, chuột chạy ra nhiều quá nhiều anh em ơi, ngoài sao ta đang đá cù kìa anh em. Ta đang đá gom ta bắt kìa anh em. Đó, ok luôn anh em ơi. Con này là Kubota 70 nha anh em. Ok luôn anh em ơi. Đó, chụp chạy kìa. Đó, chụp chạy nha. Hello anh em nghe, con này đang đi xuống nè anh em. Cũng còn gần cuối rồi anh em, nó có cái cánh bườm nè anh em. Mấy anh bạn đang đón bắt chuột nè anh em. Đó, con này đang đi xuống anh em ơi. Bà con đang ra đồng bắt chuột đó anh em. Ok luôn anh em ơi, quá nhiều chuột nha anh em. Đó, có mấy anh bạn nhỏ nhỏ của mình nè. Chào ơi, chào bạn ơi. Chào bạn ơi. Chào khán giả ơi. Đó, nó đang đi xuống đó anh em. Nó con 70 đang đi xuống đó anh em. Có mấy anh này đang đón để mà chuột chạy ra là chụp đó anh em. Ok luôn anh em ơi. Đồng này cắt lúa vụ 3 chuột dữ lắm anh em ơi. Chuột đồng ngon lắm. Nướng hay chiên hay nấu canh chua gì nó cũng đã nữa. Ok luôn anh em, nó chạy như ba đàn cà anh em ơi. Đó. Đó, chuột chạy kìa, chuột chạy ra kìa. Đang đi xuống đó anh em, chuột nó chạy ra anh em chuẩn bị đón bắt đó anh em. Quá là vui luôn anh em ơi. Trải nghiệm ra đồng ra rất là vui nha anh em. Bà con bắt chuột đó anh em. Khá là vui luôn anh em ơi, coi có anh đó anh bắt kìa. À, chuột quá chuột anh em. Cắt lúa vụ 3 này chuột nhiều lắm anh em. Đó, anh đó anh bắt được con chuột kìa anh em. Ok luôn anh em ơi.
Mình đang có mặt ở xã An Tức, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang mình đó anh em. Nếu anh em này xem video qua màn ảnh nhỏ nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Dũng miền Tây TV anh em ơi. Khá là đông, khá là vui luôn anh em. Trải nghiệm ra đồng cực kỳ là vui anh em ơi. Wow. Bà con ra đồng để bắt chuột đó anh em. Quá chuột luôn, mấy anh này đang gượt chuột đó anh em. Wow, kìa. Còn bên kia là con xe kéo đang gom lúa đó anh em. Cắt lúa này lúa vụ 3 anh em ơi, nhưng mà nó trúng quá anh em. Anh em nhớ xem video và chia sẻ như bạn bè và người thân để đăng ký giúp mình nha anh em. Mình chân thành rất nhiều luôn. Đó, bà con ra đồng bắt chuột nữa kìa anh em. Mình sẽ làm những cái clip thật là hay, thật là thú vị gửi đến cho anh em qua màn ảnh nhỏ nha anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nữa anh em. Nhưng mà còn nữa anh em ơi, mình sẽ quay toàn cảnh cho anh em xem cái máy 70 này nó đang cắt lúa bắt chuột đồng quá nhiều anh em. Sẽ kéo đang gom lúa đó anh em. Còn con 70 đang đi lên đó anh em. Trải nghiệm đồng thật là thú vị anh em ơi. Chuột đồng đó anh em. Nó ngon thứ gì chịu nổi nướng anh em ơi, mỡ nó chảy ra. Chảy ra rồi nước miếng mình nó cũng thấy cũng mắc thèm luôn anh em. Nó đang gom lúa đi vô đó anh em. Anh ấy chào mình luôn kìa. Còn 70 nó đang đi xuống anh em ơi. Khá là ok nha anh em. Chuẩn bị ra đồng bắt chuột đó anh em. Mấy anh này đang đón con 70 đi xuống rồi. Cái mấy anh này bắt chuột đó anh em. Nó đang đi xuống, miếng đất này nó xéo anh em ơi. Nó xéo cái hoài vậy đó. Anh em xem qua màn ảnh nhỏ nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Dũng miền Tây TV nha anh em. Mình sẽ cố gắng làm những video thật là hay, thật là thú vị gửi đến anh em. Ok luôn anh em ơi. Còn 70 nó đang đi xuống đó anh em. Này mấy anh em đang chuẩn bị chuột chạy ra đón bắt chuột nè anh em. Miếng đất này nó xéo nha anh em. Có anh em quen với mình đó, kiểu như mình đi ra đồng làm những cái video máy cắt đó rồi cái anh em thấy thương rồi anh em chào, thấy cũng rất là thân thiện đó anh em. Còn xe kéo nó đang đi vô rồi, còn con máy cắt nó đang đi xuống đó anh em. Ok luôn anh em ơi. Đây còn mấy anh này đang đón chuột nữa nè, nó mấy anh này nè. Mấy này chụp chuột cũng siêu đẳng lắm anh em. Quá wow, con 70 này nó chạy dữ quá anh em ơi. Đất này nó cũng mềm nhớ ha, chứ nó không có khô anh em. Mưa hẩm rài đó nó có nước. Chạy cũng dữ lắm, dữ anh em ơi. Kubota 70 nha anh em. Mấy anh này đang chạy bắt chuột nè anh em. Thật là ok anh em ơi. Thật là thú vị luôn anh em ơi. Rồi nó đang quay đầu lên đó anh em. Bà con ra đồng bắt chuột kìa nè. Kubota luôn anh em ơi, 70 anh em. Nó đang quay đầu lên đó anh em. Quá là thú vị luôn.
cực kỳ là vui luôn anh em ơi. Trải nghiệm ra đồng qua màn ảnh nhỏ anh em nhớ xem giờ ủng hộ mình nha anh em. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Mà anh này chạy theo nè. Đó, mấy anh đang chạy theo đó nghe anh em. Đó, chụp chuột anh em ơi. Đó, chụp chuột đập. Quá vui anh em ơi. Đá gơm kìa, đá gơm bắt chuột kìa anh em. Đá gơm bắt chuột đó anh em. Ok luôn anh em ơi. Đó, đá thiệt là đá luôn anh em ơi. Nó vui thiệt là vui luôn anh em ơi. Mấy anh này đang đón để con 70 này đi xuống đó anh em. Đó, khá là ok luôn anh em ơi. Đó, con 70 đang quay đầu xuống đó anh em. Đó. Miếng đất này nó xéo nha anh em, miếng đất này nó xéo nè. Khá là ok nha anh em. Trải nghiệm ra đồng thật là thú vị, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Mình chân thành cảm ơn anh em rất nhiều luôn anh em ơi. Đó, con 70 đang đi xuống đó anh em. Đó, ok anh em ơi. Con 70 đang đi xuống gần tới nè anh em. Ok anh em ơi. Quá đã luôn anh em ơi. Đó, đang đi xuống nữa anh em. Chạy quá dữ luôn. Con này nó chạy dữ lắm dữ anh em. Ok anh em ơi. Kìa chỗ kìa anh em. Đó, đó anh chụp kìa. Đó, anh chụp. Anh chạy anh em ơi. Mai này đang xuống để chụp chuột đó anh em. Ok anh em ơi. Con này đang đi lên đó anh em. Ok luôn anh em ơi. Khá là vui luôn anh em ơi. Con xe kéo đang lên gom lúa luôn đó anh em. Đó, mình chụp chuột kìa. À, ok luôn anh em ơi. Máy cắt lên anh em. Vừa cắt lúa xong là vừa có cuộn gom nó lên, nó cuộn luôn anh em. Đó, cuộn gom nó cuộn về nó bán cho bà con trồng nấm đó anh em. Còn bên đây là con máy cắt nó đang đi xuống anh em. Là vui luôn em ơi. Cát đang xuống nè anh em. Đó, bà con ra đồng bắt chuột kìa anh em. Đó, chuột chạy quá chạy luôn. Anh đó anh sát được bị kìa. Anh bắt được bị chuột anh cầm luôn anh em. Đá gơm bắt. Con xe kéo đang gơm được mớ lúa rồi đó nè. Con này đang quay đầu đi lên đó nè. Ok anh em ơi. Con này 70 đang quay đầu lên anh em đi theo bắt chuột đó anh em.
Kìa, đá gom cỉnh cỉnh luôn à. À. À, ok nha anh em. Đang đá gom bắt chuột đó anh em. Còn con xe kéo đang gom lúa luôn anh em. Đó, chuột chạy anh em ơi. Chuột chạy à. Đó. Dính rồi. Hay quá. Đó, chụp nữa. Chụp nữa nữa. Rồi. Dính rồi. Wow. Bên này còn vượt chuột này nè. Con xe à, con máy cắt nó đi qua rồi cái là chuột nó còn nín ở đường gom đó anh em. Đó. Kìa mấy anh bắt à. Quá chuột luôn. Con 70 này nó chờ chiếc xe kéo lấy bao hay là gì nữa nè anh em ơi. Nó chờ lấy bao hay là cái gì đây. Ở bên kia đang xuống lúa, đang chắc lúa lên xe đó anh em. Mấy anh này còn đang đá gom nè anh em. Wow, còn đang đá gom luôn. Chuột con nín lại á. Nó cắt hết miếng này rồi đó anh em. À. Mấy này còn đang bắt chuột, còn mê bắt chuột lắm anh em. Đó, con xe kéo đang đi vô anh em. Mình xin tạm dừng video ở đây nha anh em. Anh em nào thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Dũng Miền Tây TV anh em ơi. Mình chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn anh em video tiếp theo nha anh em.